Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phán Thư Công Đức Thứ Mười Chín Lúc Bấy Giờ Phật Bảo Ngài Thường Tinh Tiến Đại Bồ Tát Rằng: Nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân thủ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, người đó sẽ được phán trăm công đức nơi mắt, 1.200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1.200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1.200 công đức nơi dùng những công đức này trang nghiêm sao căn đều được thanh tịnh. Thiền nam tử và thiền nữ nhân đó dùng nhan thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên trong ngoài có những núi rừng trong biển dưới đến địa ngục a tỳ. Trên đến cõi trời hữu định cùng thấy tất cả chúng sinh trong đó, và nghiệp nhân duyên quả bao chỗ sinh ra thảy đều thấy biết. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh Pháp Hoa này, ông nghe công đức đó, người đó được 800 công đức thù thắng nhãn do dùng đây trang nghiêm. Măng kia rơn thân tình mắt thịt cha mẹ sinh, thấy cả cõi tam thiên trong ngoài núi Tu Di, núi Tu Di Thiện Vi và các núi rừng khác, biển lớn hương sông ngoài dưới đến ngùng a tỳ, trên đến trời hữu định chúng sinh ở trong đó tất cả đều thấy rõ, dầu chưa được thiên nhãn sức nhục nhãn như thế. Lại nữa thường thanh tiếng, nếu người thiền nam tư thiền nữ nhân thù trì kinh này, hoặc đọc hoặc tùng hoặc biên chép hoặc giải nói được, 1.200 nhị công đức dùng mà tai thanh tịnh đoan. Nghe khắp cõi tám thiên dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu định trong ngoài ca cơ, lời lẽ giọng tiếng tiếng voi tiếng ngựa tiếng xe tiếng trâu tiếng khóc là tiếng buồn than tiếng khóc tiếng trong tiếng chuông tiếng linh tiếng cười tiếng nói tiếng trai tiếng gai tiếng đồng tử tiếng đồng mà nữ tiếng pháp tiếng phi pháp tiếng khổ tiếng vui tiếng phàm phu tiếng thân nhân tiếng đáng ưa tiếng chẳng đáng ưa tiếng trời tiếng rồng tiếng gia xoa tiếng càng thang bà tiếng a tu la tiếng ca lâu la tiếng cận na la tiếng ma hầu la già tiếng lửa tiếng nước tiếng gió tiếng địa ngục tiếng chúng sinh tiếng ngà quỷ tiếng tỳ kheo tiếng tỳ kheo ni tiếng văn tiếng bích chi Phật tiếng Bồ Tát tiếng Phật nói tóm đó trong cõi tam thiên đại thiên tâm.
tất cả trong ngoài có ca thư tiếng, dầu chưa được tiếng gì dùng tai tâm thường thâm tình của cha mẹ sinh thầy đều nghe biết phân biệt. Ca thư tiếng tâm như thế mà chẳng hư nhĩ căn lung đó đừng thế tôn muộn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng tai cha mẹ sinh ra trong sân không đục nhân dùng tai thường này nghe ca tiếng còi tam thiên tiếng voi ngựa trâu xe tiếng chung linh loa cổ tiếng cầm sắc không hầu tiếng ông tiêu ông địch tiếng ca hay thanh tình nghe đó mà chẳng ham tiếng vô số giống người nghe đều hiểu rõ đường lại nghe tiếng trăng trời tiếng ca đấng nhiệm màu và nghe tiếng trai gái tiếng đồng tử đồng nữ trong núi trong hang hiểm tiếng ca lăng tăng và cồng mền các chim thai đều nghe tiếng của nó địa ngục càng đau đớn ca thử tiếng đồng khổ ngà quỷ đôi ca bước tiếng tìm cầu uống ngăn các hàng a tu la ở nơi bên biển lớn lung cùng nhau nói năng vàng ra tiếng tâm lớn như thế người nói phàm an trụ ở trong đây xa nghe cảm tiếng đó mà chẳng nhị căn trong còi nước mười phương cầm thú kêu hộ nhau người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó trên căn trời phàm thiên quang âm cùng biến tình nhận đến trời hữu định tiếng tâm của kia nói pháp tư ở nơi đây thấy đều được nghe đó tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni hoặc đồng cùng kinh điển hoặc vì người khác nói pháp tư ở nơi đây hãy đều được nghe đó lại có ca bồ tát đồng tùng nơi kinh pháp hoàng vì người khác nói soạn tâm dài nghĩa kinh ca tiên tâm như thế thầy đều được nghe đó ca phật đấng đại thánh giao hóa hàng chúng sinh ở trong căn đại hội diễn nói pháp nhiệm màu người trì pháp hoa này thầy đều được nghe đó cõi tam thiên đại thiên ca thiên tâm trong ngoài dưới nên ngùng a tỳ trên đến trời hữu định đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhị căn vì tai kia sáng lẹ đều hay phân biệt biết người trì kinh pháp hoan dầu chưa được khen nhị chỉ dùng mà tái sinh ra công đứng đà như thế lại nữa thường sinh tiên nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thu trì kinh này hoặc đọc hoặc tùng hoàng giải nói hoàng biến chép tròn nên tám trăm tỳ công đứng dùng tỳ căn thanh tình đó người khắp cõi tam thiên đại thiên trên dưới trong ngoài ca thứ mùi mùi hoa tô mạn na mùi hoa xà đề mùi hoa màng lời mùi hoa chim bằm mùi hoa mùi hoa sen trắng mùi cây có hoa mùi cây
cây chiên đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bà, mùi đa già la đanh, trăm nghìn thứ hoa lồng. Hoàng là bồ, hoàng là viên, hoàng là hương, có người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại đo biết mùi chúng sinh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, mùi trâu, vân vân. Mùi trai, mùi gái, mùi đồng nữ và mùi có cây lâm rừng, hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra thay đều được người đó biết chẳng nhầm. Người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng ngửi mùi trên cán coi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây cầu bê đà la, cùng mùi hoa mang đà la, hoa đại mang đà la, hoa mang thù xa, hoa đại mang thù xa, mùi gỗ chiên đàn trầm thủy ca hương bồ, mùi cán hoa đẹp cán cơ hương trời như thế, hòa hợp thoáng ra mùi thơm đều ngửi biên. Lại ngửi mùi nơi thân của ca quy trời, mùi của thánh đế hoàng nhân lúng ở trên thánh điện, năm món dùng vui chơi hoặc mùi lúng ở trên diệu pháp đường. Vì ca vì trời đào lời nói phá văn, mùi lúng vào chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời, nam nữ khác thấy đều xa người biết xoay vần như thế, nhận đến trời phạm thân trên đến mùi nơi thân, các vị trời hữu định cũng đều người biết qua người, mùi hương của các vị trời đốt và mùi thanh văn, mùi bích chi phần, mùi bồ tát, mùi nơi thân các đứng phần cũng đều xa người biết cho của đó, dầu người biết hương ấy những nơi tỳ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không nhầm, lúc đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó mùi thanh tình ở trong thế giới này, hoàng và thơm hoàng hôi can thư đều người biết, tu mạng na xa đề đà ma la chiên đàn trầm thủy và mùi quế, mùi can thư hoa trai và mùi ca chúng sinh, mùi nam tử nữ nhân nơi nói pháp ở xa người, mùi biết chỗ nào đại thế chuyển luân vương tiểu chuyển luân và con bay tôi có cùng nhân người, mùi biết chỗ nào chân bưu đeo nơi thân cùng tàn báo trong đăng bao nữ của luân vương người hương biết cho nào, mọi người đồ nghiêm thân y vùng và chuỗi ngọc ca thương xoa thân người, mùi biệt thân kia cán trời hoàng đi ngồi và chơi và thằng biết người trì pháp hoa này, người mùi đều biết được cán cây hoa trái hộp và mùi thơm dầu tô, người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào cán núi chỗ sâu hiểm, cây chiên đàn nở hoa chúng sinh ở trong đó, người mùi đều biết được nối tiếp khi biển lên ca chúng sinh trong đời.
đấng người trì kinh ngửi mùi đeo biển đó ở đâu trai gái A Tu La là quyến thuộc của chúng lung đánh cài vào chơi người hương đeo biển được đồng trong chỗ hiểm trở sư tử voi hầm trôi bò rừng trâu nước tài người hương biết chỗ ở nếu có người nghiêng trường chưa rõ trai hay gái công căn và phi nhân người mùi đều biết đường do về chân người mùi biết người mới nghiêng chữa thành tựu hay chẳng thành an vui đẻ con cũng do vì sinh người mùi biết tâm niềm trai gái lòng nhiễm dục u hờn cũng biết người tu hành cá phùng tàn trong đấng vàng bà cá trắng bào đồ đồng chủ đừng chưa nghe nói đều biết đưa ca thứ chuỗi ngọc báo không ai biết giá mấy người mùi biết mắt để cho sáng thức ở đâu ca thứ hoa trên trời mạn đà mạn thu xa cây ba lời chất đa người mùi đều biết được ca cung điển trên trời thượng trung hạ trai tha cam hoa báo trang nghiêm người hương đều biết được thân điện vườn rừng trời các nhà diệu pháp đường ở trong đó vui chơi người mùi đều biết được ca trời hoặc nghe pháp hoặc lúc hưởng ngủ dục lại qua đi ngồi nằm người mùi đều biết được thiên nữ mặc y phục hoa hương tốn trang nghiêm lúc quanh cầm vào chơi người mùi đều biết được lần lượt lên như thế nhận đến trời phạm thêm nhằm thuyền cùng xuân thiên người mùi đều biết đưa trời quang âm biến tình nhận đến nơi hữu định mới sinh và nuôi trên người hương đều biết đưa cả hàng tỳ kheo chung nơi pháp thường tinh tiếng hoàng ngồi hoàng kinh hành và đồng tụng kinh điển hoàng ở dưới rừng cây thiên rồng mà ngồi thuyền người trì kinh người mùi đều biết ở tại đâu Bồ Tát chi bên chẳng ngồi thuyền hoàng đồng tụng hoặc vì người nói pháp người mùi đều biết được nơi nơi chỗ thể con đường mọi người cung kính thương chúng mà nói pháp người mùi đều biết được chúng sinh ở trước phần nghe kinh đều vui mừng đúng pháp mà tu hành người mùi đều biết được dầu chưa được vô lòng pháp sinh từ Bồ Tát mà người trì kinh đây trước được tướng mũi này lại nửa thường tính tiên nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thu trì kinh này hoặc đọc hoặc tùng hoàng giải nói hoặc biên chép được 1.200 thì không đứng những món hoàng tố hoặc sâu hoàng món hoàng dở và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lộ trên trời không món nào là chẳng ngon nếu được thì căn đó ở trong đài chúng nói pháp có chỗ diễn ra tiếng sau màu có thể vào tâm chúng đều làm cho vui mừng sướng thanh lại các vị thiên tử thiên nữ các trời thích phàm
tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn luận thứ đề thầy đều đến nghe và càng hàng long nữ giả xoan và có nữ càng tháng ba càng tháng bà nữ á tu la tu la nữ ca lâu la ca lâu la nữ cận na la cận na la nữ ma hầu la già ma hầu la già nữ vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường và tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di quân vương vương tử quần thần quyên thuộc tiểu chuyển luân vương đại chuyển luân vương bày bao nghìn người có cung quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng đến nghe pháp vì vì bồ tát này theo nói pháp nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cũng dưỡng lại các thanh văn binh chi phần bồ tát các đứng phần thường ưa thấy người đó ở chỗ nào các đứng phần đều xoay về phía đó nội pháp người đó đều hay thu trì tất cả phần pháp lại có thể do đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó lời thanh tình tròn thông thu vì sau người đó ăn uống chi đều biến thành cam đồn dùng tiếng hay thâm tình ở trong chúng nói pháp đem cảm nhân viên dù dẫn dắt lòng chúng sinh người nghe đều vui mừng bày đồ cung gian có ca trời rồng giả xoa cùng a tu la thầy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp người nói kinh pháp đoan nếu muốn dùng tiếng mộ câm cùng còi tám tiếng tuy liền được đến đại tiểu chuyển luân vương và nghìn tôn quyến thuộc chăm tay lòng cung kính đường đến nghe thụ phạm cán trời rồng giá xoan là xa tỳ xa xà cùng dùng lòng vui mừng thương ưa đến cùng giàn phạm thiên vương ma vương tự tại đại tự tại các chúng trời như thế thường đến cho người đó trang phận cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp thương nhớ giữ gìn cho hoặc là lúc gì hiện thân lại nữa thường xin tiếng nếu có thiền nam tử cùng thiền nữ nhân thu trì đồng cùng hoàng giải nói hoàng biến chém được tám trăm thân công đứng được thân thân tình như lưu ly rằng chúng sinh ưa thấy vì thân đó trong rằng nên chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên lũng sinh lũng cha trần giới tốt xấu sinh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó và núi thiết vi núi đại thiết vi núi di lâu núi đại di lâu vân vân các núi cùng chúng sinh ở trong đó đều hiện rõ thân thân dưới đến địa ngục tỳ trên đến trời hữu định cảnh và cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân hoặc là thâm văn viên giác bồ tát cùng chư phật nói pháp đều hiện sanh tương ở trong thân bây giờ đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người
các tâm tình. Như lưu ly thành kia chúng sinh đều ưa thay lại, như gương sáng trần đều thấy ca sắc tường. Bồ Tát nơi tịnh thân thấy cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ. Người khác không thấy được trong cõi nước tam thiên, tất cả các chúng sanh trời người A-tu-la địa ngục quỷ súc sinh ca sắc tường như thế đều hiện rõ trong tầm cung điện của các trời. Nhận đến trời ở đỉnh núi Thiết Vi Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, các biển nương lớn thay đều hiện ở trong thân các Phật cùng Thanh Văn Phật Tử Bồ Tát thay hoàng riêng hoàng tại chung. Nói pháp thay đều hiện vào chưa được diệu thân pháp tinh rằng can lão dùng thân thanh tinh thường tấn cả hiện trong đó. Lại nửa thường tinh tiếng sau khi đứng Như Lai diệt độ, nếu có người thiền nam tử cùng thiền nữ nhân thù trì kinh này hoặc đồng hoặc tùng hoặc giải nói hoặc biên chém, thời được 1.200 ý công đơn dụng ý căn thanh tình đó dẫn đến nghe một kề một câu xuống thấu vô lượng vô biên nghĩa hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu. Một kề đến một tháng bốn tháng nhận đến một năm ca pháp nói ra tùy nghĩa thu kia đều dùng thần tương chẳng rời trái nhau nếu nói kinh sanh trong đời. Lời lẽ trị thế nghề nghiệp nói sống vân vân đều thuần chính pháp sáu đường chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên long nghĩ tưởng lòng đóng tác long lý luận thầy đều biết con. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tình như thế, người đó có suy nghĩ tinh lượng nói năng những chi thời đều là phẩm pháp cả không có gì là chẳng chân thân. Cũng là lời trong kinh của các phân thuở trương nói bây giờ đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng. Y người đó thanh tịnh sáng lạnh không đụng nhớ dùng ý căn con đó biết pháp thường trung hà nhận đến nghĩa một kệ thông đảm vô lượng nghĩa thứ để nói đúng pháp tháng bốn tháng đến năm. Trong ngoài của cõi này tất cả các chúng sinh hoàng trời rồng và người già xóa quý thần thầy kia ở trong sao đường nghĩ tưởng bao nhiêu điều. Cung bao trì pháp hoa đồng thời thầy đều biết vô số phần mười phương trăm phúng tướng trang nghiêm vì chúng sinh nói pháp đều nghe hay thu trì. Suy gặp vô lượng nghĩa nói pháp cũng vô lượng sao trước chẳng quên lòng bởi thu trì pháp hoa tròn biết các pháp tướng theo nghĩa rõ thứ đền. Suốt nhân từ ngữ ngôn nhớ cho biết diện nói người đó có nói ra là pháp của phần tước vì diện nói pháp này ở trong chúng không sợ người trì kinh pháp hoa ý căn tình như thế. Dầu chưa được vô lậu chưa có tưởng dường hay người đó trì kinh này an trụ bẩm hy hữu.
được ân xa chúng sinh vui mừng mà mến kính hay dùng.